vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay mùng 10 tháng 7. Kính thưa quý vị, quý 2 năm 2014 thì thị trường căn hộ bán tại thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến sự tăng trưởng khá mạnh trên cả nguồn cung lẫn lực cầu. Và theo số liệu từ hãng tư vấn bất động sản Savos Việt Nam vừa công bố sáng nay mùng 10 tháng 7 thì tổng lượng căn hộ bán được trong quý này đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Võ Vân sẽ tường thuật chi tiết hơn. Xin mời quý vị theo dõi. Nếu xét trong vòng 3 năm trở lại đây, có thể thấy chưa bao giờ thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh lại có nhiều diễn biến tích cực đến như vậy. Yếu tố đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến đó chính là tổng lượng căn hộ được tung ra thị trường trong quý này là hơn 3.800 căn hộ. Đây cũng đồng thời là số căn hộ được chào bán cao nhất tính từ quý 2 năm 2011. Yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhắc đến đó chính là tổng lượng căn hộ bán được trong quý này khoảng 2.500 căn hộ. Đây cũng đồng thời là con số bán được cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, tăng 60% so với lại quý 1 của năm 2014. Và nếu so với lại cùng kỳ năm ngoái thì tăng hơn gấp 2 lần. Từ giữa năm 2013 trở lại đây thì cái xu hướng giao dịch ở trên thị trường nó nhiều hơn, tính thanh khoản ở trên thị trường nó cao hơn. Do một vài yếu tố là cái đầu tiên phải kể đến việc là cái nền kinh tế vĩ mô thì đã ổn định, có những nhiều dấu hiệu ổn định hơn vào từ đầu năm 2013 khi mà lạm phát được kiểm soát và lãi suất ở trên thị trường, lãi suất cho vay cũng như lãi suất vay vốn ở trên thị trường thì cũng đã giảm xuống khá nhanh so với thời gian năm 2011-2012. Yếu tố thứ ba mà tôi muốn nhắc đến đó chính là tỷ lệ hấp thụ căn hộ trên thị trường hiện tại đang là khoảng 17%. Đây cũng là tỷ lệ hấp thụ cao nhất tính từ quý 2 năm 2011. Giá cả được chào bán trên thị trường căn hộ hiện nay được duy trì ở mức ổn định, chỉ tăng 0,3% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Những diễn biến tích cực cũng như là giá cả được dự báo là sẽ tiếp tục duy trì từ đây đến hết năm nhờ những dấu hiệu lạc quan của nền kinh tế cũng như là lãi suất cho vay mua nhà đang khá thuận lợi đối với người mua. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản và SAP thì gần đây các thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam như là EU và Nhật Bản đã phát hiện một số lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam có dư lượng kháng sinh oxy tetracycline vượt giới hạn cho phép. Theo VASEP, trong 5 tháng đầu năm đã có tổng cộng 11 lô tôm Việt Nam bị cơ quan chức năng của EU và Nhật Bản phát hiện có dư lượng chất OTC vượt giới hạn cho phép. EU cảnh báo nếu tình trạng dư lượng OTC trong tôm Việt Nam không được cải thiện, khả năng tôm Việt Nam sẽ bị kiểm soát chặt hơn, thậm chí bị tạm đình chỉ nhập khẩu vào thị trường này. Còn tại Nhật Bản, cơ quan chức năng nước này đã phát hiện 6 lô hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam có chất OTC vượt mức cho phép, cụ thể mức phát hiện từ 0,3 đến 2,1 ppm, trong khi mức giới hạn tối đa cho phép đối với oxy tetracycline được áp dụng là 0,2 ppm. Nước này đã quyết định áp dụng chế độ kiểm tra chất OTC với 100% lô tôm Việt Nam từ tháng 3 năm nay. Như vậy, sau Etosikin, tôm Việt Nam lại vướng kháng sinh OTC tại thị trường Nhật. Do vướng kháng sinh, nên xuất khẩu tôm vào Nhật 5 tháng đầu năm nay chỉ tăng gần 4% so với cùng kỳ. Và SAP cho biết, các nhà nhập khẩu Nhật đang cân nhắc chuyển qua mua tôm từ Ấn Độ về Indonesia. Điển hình là nhiều nhà nhập khẩu từ Nhật Bản đang tiến hành hướng dẫn nhà máy bên Ấn Độ làm hàng tôm duỗi thay thế cho các đơn hàng đang mua từ Việt Nam. Thưa quý vị, vấn đề tồn dư chất kháng sinh trong tôm xuất khẩu đã được cảnh báo qua nhiều vụ việc trước đây. Tuy nhiên đến nay thì tôm Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua rào cản kháng sinh tại một số thị trường. Vậy thì nguyên nhân của vấn đề này là gì và việc không kiểm soát được tồn dư kháng sinh sẽ tác động ra sao đến sự phát triển của ngành tôm? Xin mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chúng tôi với ông Trương Đình Hòe, là Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để hiểu rõ hơn. Thưa ông, đối với cái vấn đề tồn dư kháng sinh trong tôm thì phía nhà nhập khẩu cũng đã có nhiều phản ánh với phía Việt Nam, nhưng mà hiện tại cái tình hình vẫn chưa kiểm soát được. Thưa ông, nguyên nhân là do đâu? Vấn đề nó vẫn còn xảy ra ở đâu đó ở trên một số các cái bệnh viện mang tính chất là do cái vấn đề là từ cái nhận thức và cũng từ cái quy mô của cái vấn đề là hoạt động nuôi tôm hiện nay của chúng ta. Thí dụ đối với những cái khu vực hoặc những cái khu vực nuôi công nghiệp thì rõ ràng là nếu anh sở hữu vài ba chục hectare thì cái việc ứng dụng hay áp dụng hay cái gì đó chẳng hạn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái nó bài bản, thì trên cơ sở nó sẽ bảo đảm được. Chỉ có trường hợp là có những cái khu vực mà họ mang tính chất là giống như là không đủ quy mô, hoặc là thậm chí là họ nuôi theo một cái quy mô nông hộ, thì đôi lúc dù có thể là họ sẽ bị tác động bởi những cái người mà họ bán thuốc rồi chẳng hạn, hoặc là họ trị bệnh chẳng hạn, thì họ có những cái thiếu một cái nhận thức
rõ ràng về cái tác hại của vấn đề này. Cho nên trên cơ sở đôi lúc là vô tình họ làm cho cái sản phẩm của mình nó lại bị nhiễm đi. Ông có thể nói rõ hơn là cái nguy cơ mà ngành tôm Việt Nam có thể gặp phải nếu như tiếp tục không kiểm soát được cái vấn đề này thưa ông? Vấn đề kháng sinh hiện nay là một vấn đề rất là nhạy cảm trên thị trường, đặc biệt là đối với thực phẩm. Khi mà một cái sản phẩm nói chung hay là tôm nói riêng mà có những cái thông tin liên quan đến vấn đề là hóa chất kháng sinh, đặc biệt là kháng sinh, thì rõ ràng nó sẽ có những cái mức độ rất là nghiêm trọng. Bên cạnh cái việc là không được vào cái nước nhập khẩu rồi, thì đồng thời nó cũng tạo ra một cái uy tín không tốt cho cái sản phẩm tôm của Việt Nam trên thị trường. Và thậm chí bây giờ, ví dụ ngay cả trong vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, họ vẫn có thể thu hồi lại tất cả những sản phẩm dù đã qua cái công đoạn là kiểm tra chất lượng ở tại cửa khẩu, khi mà đưa ra lưu hành trên thị trường, mà nếu phát hiện ra tiếp tục thì họ vẫn có quyền thu hồi lại, và như vậy họ sẽ tiêu hủy những cái đấy. Mà hơn nữa thì hiện nay ngành tôm Việt Nam thì cũng đã ở một cái vị trí không phải là nhỏ, không phải là ít trên thị trường thế giới, và cái sản lượng tôm mà Việt Nam cung cấp cho thị trường thế giới thì không phải là ít. Cho nên nếu một cái tác động nào đó về mặt hình ảnh thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động xuất khẩu. Và nếu hoạt động xuất khẩu mà không được thì rõ ràng bản thân người nuôi cũng sẽ là những người phải chịu cái hậu quả nữa. Thưa ông, như vậy bất cập trong khâu kiểm soát kháng sinh trên tôm hiện nay là gì, và chúng ta phải thay đổi vấn đề này ra sao? Chúng ta cũng biết rồi, vấn đề là kiểm soát thì không thể kiểm soát từng con tôm được. Cho nên chỉ có vấn đề là anh phải kiểm soát quá trình thôi. Hay nói cách khác là từ đầu nguồn anh không sử dụng, hoặc anh sử dụng đúng cách thì trên cơ sở anh mới tạo ra sản phẩm tốt rồi. Chứ còn không thể đi theo một con đường là chúng ta may nhờ rủi chịu, ví dụ qua được thì coi như xong, không phải. Bây giờ vấn đề của cái sản xuất về mặt lâu dài thì tôi cho rằng vấn đề bên cạnh cái việc quản lý của nhà nước, thì cái vấn đề hết sức quan trọng đó là vấn đề nâng cao cái khả năng nhận thức của người nuôi. Mà trong đó chủ yếu là vấn đề là cần phải có những cái tổ chức mang tính hợp tác nhiều hộ với nhau, để trên cơ sở đó hạn chế tất cả những cái tình hình về vấn đề là cái việc mà lạm dụng, hoặc là cái việc mà vô tình sử dụng các loại hóa chất kháng sinh cấm. Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình, và quay trở lại với phần 3, chúng ta sẽ đến với những thông tin nổi bật sau đây. Nửa đầu 2014, thị trường ô tô bán ra hơn 63.000 chiếc, tăng 1/3 so với cùng kỳ. Tiêu điểm hôm nay sẽ bàn về câu chuyện các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và nguồn lực lao động tương lai vừa thừa nhưng cũng vừa thiếu.